sao mày đứng lại đây? Tuổi mày tốn cơm tốn gạo, mà mày chỉ học sinh trung bình thôi à con? Trung bình tức là học sinh bình thường ấy chứ gì mẹ ơi, mẹ làm gì mà căng thế? Mày thấy bình thường không? Tao cho mày không bình thường luôn. Anh ơi, ôi chết rồi mẹ ơi, mẹ bắn camê trúng người ta ngất xỉu rồi. Ôi giời, ai bảo nó đứng vào đường bắn của tao? Bà. Cuộc sống ấy phải học cách chấp nhận đấy. Ôi, lại còn có cả Khang ở đây nữa này mẹ ơi. Vừa nãy rơi mạnh thế, không biết là có hỏng hóc gì không. Ôi giời ơi, mày cứ lo bỏ trắng răng. Tao thấy mấy cái hàng online này toàn đồ tàu thôi, vừa rẻ mà nó vừa bền. Không hỏng đâu, tao thấy bọn shipper ấy nó quăng quật vứt đá ném cả một thứ chả làm sao cả. Ơ, có chuyện gì vậy? Ơ, hàng của tôi đâu? Có hàng của tôi đâu? Ơi, có hàng của tôi. Tôi xong rồi. Bà, chính là hai mẹ con nhà bà đã bỏ hàng của tôi. À, tôi biết hai mẹ con nhà bà rồi. Hai mẹ con nhà bà chính là cái cặp đôi trong ngõ này mà suốt ngày bắn cà bê cà bê. Bảo vệ không biết bao nhiêu tài sản của người dân và nhà nước xung quanh. Các người phá hỏng đồ của tôi, đừng hòng thoát tội. Tôi báo công an để bắt các người. Ôi dồi ôi, lần này thì mẹ báo hại cả nhà mình rồi. Phải đền hàng thế này. Mày cứ bình tĩnh xem nào. Mấy cái đồ này có cái gì đâu phải sợ. Đền thì đền, nhà mình không giàu nhưng mà thiếu gì tiền lẻ đâu. Mấy cái đồ này ấy, tao nghĩ là toàn mấy đồ rẻ rẻ của một sinh viên đạt thôi. Thái công. Bình con nhà bà tĩnh xem nào. Trên đời này ấy, có rất nhiều thái công. Chắc gì đó là thái công mà mẹ con mình nghĩ đúng không? Hàng hóa, bình hoa nghệ thuật, hoa văn cổ xưa trang trọng quý tộc của Pháp. Bình vẫn là bình tĩnh. Với cái đồ Quảng Châu Quảng Bò này nhá, là bọn nó làm giả kinh lắm. Chắc gì đã là hàng Pháp mà là đồ thật đâu, không phải đồ xịn đâu. Giá 900. May quá. Mày thấy chưa, tao đã bảo rồi. Triệu. 750.000 đồng, đã giảm 10%. Giá hơi cao mẹ nhỉ. Nhưng mà chắc không vỡ thì không sao đâu. Đúng. Bình của Pháp chắc chắn là bền. Kiểu gì cũng có chống vỡ với cả chống xước. Để con kiểm tra. May quá. Thế là may rồi. Mày ơi, 900 triệu, tiền đâu mà giả bây giờ. Hay là mày con mình trốn đi. Ở đây làm gì có ai nhìn thấy mình đâu. Ý hay, té đấy con. Nhớ cả mặt camera còn ghi lại nữa, làm sao mà trốn được mẹ ơi. Còn đây là con cả bây giờ 900 triệu đấy phải biết không, đâu mà tao trả bây giờ. Cả tại mẹ thì cứ bắn tung luôn, bắn bừa bãi sao tao biết được. Tao có một cách, đó là tao sẽ bán mày. Mày tuy hơi phế một tí nhưng mà tao nghĩ là vẫn đủ tiền để trả cái bình đấy. Mẹ ơi, con là học sinh trung bình. Bình thường như này làm gì mà được cái giá đấy. Đúng, mày nói có lý đấy. Làm gì có ai đi mua cái thằng học sinh trung bình làm cái gì. Mẹ có cái năng lực anime nào không? Để kiếm thêm nhiều tiền ấy. Mày bị ảo à? Làm gì có năng lực thế? Tao mà có cái năng lực đấy, tao đã giàu lâu rồi. Chứ không phải là tao đi đóng YouTube với mày. Thế thì con xin phép.
từ hôm nay con rút khỏi gia phả nhà mình. What? Bố và mẹ tự giả nợ nhá. Này thằng Danh, chính là mày, mày đã né cái đòn đấy cho nên cái bình nó bị vỡ. Mày, mày phải chịu trách nhiệm đấy. Mẹ bấm camera rõ ràng bây giờ mẹ đổ cho con. Ê, mày nó chửi đi. Mày cái gì? Cái thằng con này. Khoan đã. Tao còn một cách nữa. Đừng bảo là bán bố nhá. Bố phế lắm, không ra đây đâu. Đó chính là chiêu thức gắt lửa bỏ tay người. Gắt lửa bỏ tay người. À, đây rồi. Thấy cậu hôm nay đang chờ đợi một chiếc bình rất là đẹp đến từ Pháp. Hy vọng nó sẽ đúng ý mình. Mọi thứ đều phải sang trọng, trang nhã. Đó mới là cách sống của Thái Công. Tôi đến đây. Hả? Hai vị là... Dạ, xin hỏi đây có phải là nhà của anh Thái Công không ạ? Vâng, chính là tôi, Thái Công đây. Chúng tôi là hai mẹ con shipper đang ship gói hàng trị giá 900 triệu bình hoa Pháp ạ. Nhưng mà tại sao lại có hai người ship thế này? Cái đơn hàng này nó giá trị quá nên là phải có hai người ship cho nó yên tâm. Người nào rơi thì người còn đỡ. Giờ người ta giao hàng thật là có tâm. Thôi, mời hai mẹ con vào uống miếng nước đã. Ngon. Rồi, mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Dạ đồ của anh đây ạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. Chúng ta sẽ giả vờ ship hàng cho Thái Công. Và khi món hàng đã đặt tay ông ấy, chúng ta sẽ tìm mọi cách để món hàng rơi xuống đất. Khi ấy, món hàng nó sẽ vỡ và chúng ta sẽ đổ hết lên đầu ông ấy. Rồi chúng ta sẽ chăn lát. Anh Thế Công, món hàng vẫn ổn chứ? Không sao, không sao. Tôi bị bình tĩnh thôi. Xin lỗi. Ôi, xin lỗi. Tôi đang nhìn xem nhà anh có gì toàn đồ đẹp với toàn đồ trang trọng. Nó đắt tiền lắm anh nhở? Xin lỗi anh Thế Công nhá. Tôi đang buồn dây dày. Ôi, ôi, anh Thế Công ơi, của này to thế nhở? Toàn đồ ngon lành như thế này sang trọng quá. Tình hình nào thôi? Mày không hiểu sao tay nó dính như Spider-Man. Bây giờ hai mẹ con mình hùng tung một chiêu cuối cùng. Ok, trời. Tức là dừng lại. Hai người đang làm cái gì vậy ạ? Có để cho tôi check cái món hàng này không? Hay là món hàng này có vấn đề gì? Không có gì đâu ạ. Mở đi, mở đi. Ôi, ôi, ôi. Tại sao hôm nay? Tại sao cái bình sang trọng quý phái trang nhã của tôi nó lại có cái lỗ thế này? Hả? Trả lời tôi đi. Hai người sẽ phải trả giá. Đúng vậy, tất cả những học sinh trung bình đều có loại haki đấy. Cùng chơi nào. Hết cái rồi. Kinh quạt haki trung bình thường. Mẹ, sao mẹ cũng có haki trung bình thường? Ngày xưa mẹ có sinh trung bình à? Vâng, tập trung vào đi. Nào, lặp lại. Hãy nhận lấy chiêu thức mạnh nhất của ta.
con học sinh trung bình của ta đây. Tôi xin lỗi vì đã làm vỡ bình hoa của anh. Nếu có thể, hãy cho chúng tôi chuộc lỗi bằng cách làm công ở đây để trả nợ được không? Đúng rồi đấy, chú cho mẹ cháu nhầm, chú cho mẹ con cháu là người ở đây để trả nợ nhé. Cháu xin lỗi mà. Không cần đâu. Tôi bây giờ đã không còn là thái công nữa, mà tôi đã là thái thủ. Tôi không xứng đáng để mua những thứ quý tộc đó. Tôi cho các người có lẽ tôi phải thử sống một cuộc sống bình thường để thấy được sự giản dị của cuộc sống. Mày ăn thắng nhau rồi, mừng quá, thoát được 900 triệu rồi. Ôi trời ơi, chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi nhẹ nhõm như thế này. Cảm ơn hai mẹ con nha. Hai mẹ con về đi. Cảm ơn ba sản nữa rồi. Cảm ơn chị Thành Công. Cảm ơn chị Thành Công. Chỉ là để ý có cái bình gia truyền trị giá vài trăm tỷ của nhà tôi ở ngoài cửa đó. Bình nhá. Bình nào? Lớn đấy. Ở đâu nhỉ? Bình nào? Làm gì có bình nào đâu? Đúng rồi. Tôi để ngay ngoài kia mà. Mẹ! Chết mình! Mình chết đi! Tại sao? Con vỡ này! Chúng mày đù tao hả? Bình à, chúc mừng con. Từ nay con sẽ được xóa khỏi gia phả nhà mình. Ở lại trả nợ tốt nhé. Mẹ. Bình anh, chú Thái Công, Bình anh, không. Năm mới, Bình Lê xin được chúc tất cả các bạn luôn luôn an khang, thịnh vượng, vui vẻ và cùng cười lật kèo với bọn mình nhá. Đừng quên like, share và subscribe. Let's go.